hai cháu dẫn hai bà đi công viên ở Nhật ạ. Đây, xe điện này của nó xịn nhỉ? Xe này như kiểu xe giao hàng ấy. Xe giao sữa ấy. Đâu đây là cây hoa đỗ quyên này. Đây là hoa đỗ quyên. Còn đây cây hoa gì không biết, cây gì không biết. Sân chơi công cộng ở Nhật à. Ê, kêu ngồi đây đánh đi. Ngồi đi tao. Úi giời, con này nó cũng bạo thế. Hello Kem. Còn chui cả đường hầm này, kem này.